ChatGPT chính là từ khóa dạo gần đây đang làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội. Người dùng công nghệ AI cũng đều bàn tán về sức mạnh, tính công nghệ, thuật toán, độ sáng tạo, tiềm năng, vân vân của ChatGPT. Vậy ChatGPT là gì? Nó mang chức năng gì? Và sức mạnh của nó đáng sợ như thế nào đối với con người? Cũng như đe dọa đến sự thống trị của Google, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác. ChatGPT là viết tắt của cụm từ Chat Generative Pre-training Transformer là một chatbot do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển. ChatGPT có thể được hiểu đơn giản là một sản phẩm của trí thông minh nhân tạo với kho kiến thức rộng lớn. chất thực đang được giới truyền thông ca tụng với những lời có cánh, nhưng rất tiếc các dịch vụ của OpenAI chưa được cung cấp cho người dùng internet Việt Nam thực tế trải nghiệm. Theo truyền thông quốc tế, ChatGPT có thể trả lời lưu loát đầy đủ các câu hỏi mà người dùng đưa ra, bất kể là thắc mắc về lĩnh vực gì. Bên cạnh đó, ChatGPT còn có thể làm thơ, soạn nhạc, viết thư, thiết kế và thậm chí là cả sửa lỗi trong lập trình. Nhiều người đã sử dụng ChatGPT để làm những việc trên, khiến cho AI này ngày càng thông minh hơn. Khi chất ChatGPT ra mắt, người dùng muốn tra cứu đã bắt đầu trò chuyện với AI này thay vì tìm kiếm thông tin trên Google. Với sự hiểu biết sâu rộng đa lĩnh vực, các thắc mắc của họ đã được giải quyết chỉ sau vài giây. Công cụ hoạt động giống như một cuộc trao đổi giữa người với người, do đó. Nó được xem là một đối thủ đáng gồm sắp tới của Google. Tờ The New York Times đã cho chat GPT danh hiệu chatbot trí tuệ nhân tạo tốt nhất được phát hành ra quảng đại quân chúng. Trong khi đó, The Guardian đánh giá nó có thể tạo văn bản chi tiết một cách ấn tượng và giống con người. Đáng chú ý, chuyên gia công nghệ Janji Jimo đã sử dụng chat GPT trong một bài tập của sinh viên. Thật bất ngờ, kết quả được tạo ra tầm cỡ với những gì một sinh viên giỏi có thể làm, khiến người này phải thốt lên giới học thuật có vấn đề rất nghiêm trọng phải đối mặt rồi mặc dù chatbot gpt là một con chất mạnh dựa chi ai nhưng mà không phải nó là thần là thánh bản thân chat gpt cũng tồn tại những điểm yếu đầu tiên là không phải hỏi gì là trả lời được cái đấy phải có học mới biết trả lời có học ở đây được hiểu là có huấn luyện chất không phải là một công cụ tìm kiếm do đó nó không có khả năng tìm kiếm thông tin trên internet thay vào đó nó sử dụng thông tin đã học được từ dữ liệu huấn luyện để tạo phản hồi. Mà học kiểu này thằng nào bày khôn thì đỡ, nó bày dại nữa thì khóc luôn. Chính vì vậy anh em đừng tin mấy con bot 100% nha. Nhưng với tất cả các công cụ AI, anh em nên nhận thức được sự nguy hiểm của sự thiên vị hoặc thù địch. Nếu dữ liệu chat GPT được đào tạo trên đó bị sai lệch, thì câu trả lời mà chatbot cung cấp cũng sẽ bị sai lệch. Tất cả cần thận trọng trong việc giám sát đầu ra từ chatbot để đảm bảo nó không có nội dung thiên vị và xúc phạm ai hết. Vì chưa hỗ trợ ở Việt Nam nên sự thật là AI này vẫn còn khá kém khi viết văn, làm thơ bằng tiếng Việt. Khi yêu cầu viết tả mẹ thì chat GPT viết như học sinh tiểu học như gọi mẹ là cô ấy. Còn khi yêu cầu viết bài thơ tả con chó vàng thì AI này đưa ra những lời lẽ tương đối ngây thơ, thậm chí lạc đề khi diễn tả tác phẩm tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố như sau. Ngô Tất Tố là một nhà văn, nhà nghiên cứu và nhà chủ nghĩa Việt Nam xuất sắc. Anh được biết đến như một trong những người tiên tiến trong việc tắt đèn tại Việt Nam trong thập niên 20. Tắt đèn là một hoạt động giảm tiêu thụ điện và giảm emission khí thải giúp bảo vệ môi trường. Ngô Tất Tố đã khuyến khích công chúng tham gia vào hoạt động này bằng cách viết và nói chuyện về tắt đèn và cách quan trọng của nó. Anh ta cũng tổ chức các sự kiện và hoạt động trong suốt thời gian để giới thiệu cho mọi người tắt đèn và cách nó có thể bảo vệ môi trường. Anh ta luôn lấy mẫu cho các hoạt động này bằng cách tắt đèn tại nhà và công ty của mình vào mỗi đêm. Ngô Tất Tố tin rằng tắt đèn là một hành động nhỏ, nhưng có tác dụng lớn trong việc bảo vệ môi trường. Anh ta mong muốn rằng mọi người sẽ tham gia vào hoạt động tắt đèn và góp phần bảo vệ môi trường. Tóm lại, có thể thấy hiện nay chat GPT vẫn khá khó dùng với người Việt ở trong nước. Khả năng dùng tiếng Việt của chat GPT chưa thực sự tốt, mới chỉ có thể viết được bài rất đơn giản. Những việc khó hơn như viết báo, viết văn, làm thơ thì có lẽ siêu AI này vẫn cần nhiều thời gian để hoàn thiện. Chat GPT hiện nay giống như một đứa trẻ lên ba đang tập nói, trong tương lai sau khi nó đủ lớn sẽ đe dọa đến đế chế Google và Facebook. Còn các bạn thì sau có suy nghĩ gì về AI này thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và nhớ đừng quên đăng ký và cho mình một like nếu thấy video này hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé.